Xin chào mọi người, tiếp tục video hôm nay mình sẽ tiến hành gia công mới phần bánh răng và cái nối đầu răng xoắn của trục roto của hộp số giảm tốc. Hai phần răng này lăn vào nhau để vận hành lâu ngày đã bị mòn. Trước tiên là mình sẽ gia công phần bánh răng trước. Ở đây mình dùng thép C50. Cách sắp xếp nhông để chạy răng xoắn mình đã hướng dẫn ở video trước, các bạn có thể tham khảo lại. Ở đây góc áp lực là 20 độ, xoắn về bên phải, nên mình sẽ nghiêng bàn dao về bên trái và trừ đi góc độ của dao lăn là 1,47 độ. Có một số bạn hỏi cách tính số răng và mô đun chuẩn theo đường kính, thì mình sẽ trả lời như sau. Ví dụ, ta biết được đường kính là 70,5 và mô đun là 100 năm. Bây giờ mình phải tìm được số răng chuẩn, thì mình sẽ phải lấy 70,5 chia cho 100 năm và trừ 2 sẽ bằng 40 năm. Như vậy là số răng chuẩn là 45. Đó là tìm số răng. Còn ngược lại để tính đường kính thì mình sẽ lấy số răng là 45 cộng 2 nhân cho 1,5 là mô đun. Kết quả sẽ bằng 70,5. Như vậy đường kính 70,5 sẽ là đường kính chuẩn cho số răng là 45 của mô đun 1,5. Tương tự như các mô đun khác mình cũng có thể tính như vậy. Tiếp tục mình sẽ tiến hành cấy trục roto. Lần này mình sẽ dùng thép C50. Mình sẽ tiện một bậc ren M10 và vát cạnh để hèn.
Mình sẽ cắt điểm cần nối ở trên trục roto và tạo một bậc âm có ren M10. Rồi sau đó mình sẽ tiện vát ở điểm hẹn. Ở mỗi nơi sẽ có một cách làm khác nhau. Chắc chắn sẽ có bạn góp ý là ép trục ra thay mới. Nhưng mình thấy cách nối như thế này vẫn ổn, vẫn nhanh hơn, ít khi bị gãy ở điểm nối. Mà quan trọng là ở phần đầu răng, khi xử lý nhiệt chuẩn sẽ cho ra độ bền lâu hơn. Sau khi hèn xong, mình sẽ tiến hành tiền lại các kích thước ban đầu của trục. Bây giờ mình sẽ tạo răng xoắn cho phần đầu trục roto. Các bạn lưu ý là hai răng xoắn lăn vào nhau thì hai góc áp lực sẽ ngược nhau. Một bên sẽ nghiêng qua phải và một bên nghiêng qua trái. Hồi nãy phần bánh răng đã nghiêng qua phải, giờ tới trục roto mình sẽ nghiêng qua trái. Vì vậy mình sẽ nghiêng dao qua bên phải và cộng thêm độ dao. Mình xin nhắc lại là nếu mà ta muốn tạo răng góc áp lực bên phải thì phải chỉnh dao nghiêng qua trái và trừ đi độ dao. Còn tạo góc áp lực bên trái thì nghiêng dao qua bên phải và cộng thêm độ dao và lắp thêm một vi sai.
Như vậy là mình đã lăn tạo răng xong. Vì mình để chiều dài đầu răng dài hơn để dễ gia công, nên bây giờ mình sẽ tiến hành cắt bớt đi phần răng thừa. Ok, như vậy là mình đã gia công và xử lý nhiệt xong. Phần bánh răng và đầu trục roto này đã được xử lý nhiệt bằng phương pháp tôi cao tần. Mình sẽ kết thúc video ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hy vọng video này sẽ giúp ích cho các bạn. Nếu mà có thắc mắc và góp ý thì hãy bình luận ở phía dưới. Tạm biệt các bạn. Bye bye.